Chiều ngày 3 tháng 9, người dân trở lại thủ đô sau kỳ nghỉ kéo dài, ghi nhận tại các cửa ngõ, giao thông thông suốt trong phần lớn thời gian nửa đầu ngày, song đến giữa giờ chiều, lưu lượng tăng nhanh ở một số nơi. Ghi nhận từ 15:30 đến 16:40, cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ bắt đầu xảy ra ùn tắc, lưu lượng xe tăng dần. Đoạn ùn ứ kéo dài khoảng 2 cây số tại lối vào thành phố. Tốc độ di chuyển của các phương tiện khá chậm. Đội cảnh sát giao thông số 14, công an thành phố Hà Nội đã sớm túc trực tại khu vực này. Cán bộ và chỉ huy đội cảnh sát giao thông đường bộ số 14 đã có những phương án phân luồng cụ thể, chủ động xác định những cái vị trí trọng điểm, ví dụ như nút giao ngã tư giải phóng Pháp Vân, đánh giá là mức độ là phương tiện sẽ lưu thông qua đây sẽ rất là đông. Chính vì vậy đơn vị cũng đã cắt cử tất cả các lực lượng và các vị trí trọng điểm đấy để phân luồng, là giúp bà con đi lại một cách thuận tiện nhất. Tương tự, hướng lối ra khỏi cao tốc Hà Nội Hải Phòng từ đường Cổ Linh vào thành phố, mật độ giao thông đông đúc, lực lượng cảnh sát giao thông liên tục phải điều tiết và kéo giãn lưu lượng để không xảy ra tắc nghẽn, giúp người dân trở về thủ đô an toàn, thuận lợi. Ghi nhận vào thời điểm 16:30, khu vực quốc lộ 5 từ Đàm Quang Trung đi cầu Vĩnh Tuy vào thành phố cũng có ùn ứ nhẹ. Còn tại cầu Nhật Tân hướng vào Võ Chí Công, hàng ngàn phương tiện cũng đã đổ về gây ra tắc cục bộ kéo dài. Trái ngược với những cửa ngõ khác của Hà Nội thì hướng từ cầu Thăng Long vào Phạm Văn Đồng lại khá thông thoáng. Thời điểm 17:30, các phương tiện đi lại dễ dàng, không có tình trạng ùn tắc.